không liêu kia chứ, đó quá trời. Người xem con cá rô nè, cá rô là kinh khủng con cá rô chưa, bự quá trời bự luôn. Đó coi kìa, quá trời mọi người. Cá phi à, cá chép vàng mình đang cầm cá chép vàng rất là to. Mè trắng bự bự mọi người. Đó, phóng quá trời rồi. Kìa, cái rô biển á. Đó. Đó, trên cái vợt mọi người. Rô biển rất là to luôn, bằng gần bằng bàn tay của mình. Đó, cá lóc khủng mọi người. Cá lóc quá trời bự rồi. Quẩy coi, quẩy coi. Đó, quá trời con cá bự luôn kìa. Đó. Anh kia em nó đang tải cá vô bằng xe mọi người. Nó bờ rất là to, chạy xe được luôn á. Tải cá luôn. Nó rất là nhiều cá luôn. Bị cá đằng sau xe mọi người. Ồ, cá lóc khủng, cá lóc khủng. Quá trời cá lóc bự rồi. Cá đó cả nửa ký mà. Hơn nửa ký á. Ngược lại. Đó, nhảy quá trời kìa. Cái chừng nghe cái bọc là mất tiêu á. Còn cá rô quá trời bự à. Tăng tốc coi như lần quay lần được cá rô quá là bự mọi người. Nhảy quá trời. Đó, nó nhảy lên kìa. Cái này trắng. Nó bị cắt thường quá hả? Mò được mò lộn rồi cha. Bóp nó dính cái là nó chạy lên tới từng cổ rồi. Ồ, cái rô biển. Cái rô biển quá trời to luôn. Cái này trắng quá trời bự. Đó, có cái sắc lát nữa mọi người. Con này nè, nhỏ. Sắc lát. Đó, cái rùa biển to. Cũng mấy cái thiệt cá trắng không chết luôn trời nè, đó đây. Nhìn nó đã cá đống cá lẹ tôi hết biết đường tôi mò đó. Ông có mò. Đi đi đây ta hút. Đó. Dưới lòng sông rồi nè. Không lẽ hai thằng là không kịp. Ê, gần xe cái ra tôi rồi. Anh này nó làm thất thường quá. Thèm cá đó. Ồ, con cá rô bự kìa. Cái gì? Anh, cho em mượn quay cái.
người mình xem vô cá rô nè. Cá rô là kinh khủng con cá rô chưa? Bự quá và bự luôn. Anh ăn cá rô nè. Ui, quay cái này không? Cá gì? Cá đó cái gì á? Cá bóng tượng hả? Bóng tượng. À, cá bóng tượng cũng to kìa. Miệng nó một họng đặt cỡ này. Chích nó chui cho nó chuối đất kìa. Bỏ cái này nè, bỏ cái này. 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 Bỏ cái này.